Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 21 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là cây mai trồng đất khi nào mới tạo cành nhân. Thì hôm nay cái dịp tôi đến thăm vườn thì tôi xin chia sẻ lại với tất cả các bạn vấn đề trồng cây mai ha. Tôi trồng sao thì tôi chia sẻ vậy. Và tôi cái clip tôi làm là 21 chia sẻ chăm sóc và cái trồng cái cây mai. Thì có nhiều bạn là đề nghị hỏi về cây mai trồng đất, cây mai mới trồng ha. Thì cái lô mai này tôi trồng lâu rồi nha các bạn, cái này một năm mấy rồi nha. Thì tôi nói các bạn rồi, cái cành nhân là mình phải để từ 1.5 năm tới 2 năm mình mới làm. Còn những cái cây mà mới trồng có 5-6 tháng các bạn đòi tạo cành nhân thì chưa được ha. Thì bây giờ tôi phân tích để cành nhân là cái như thế nào. Thì bây giờ tôi có cây mai tôi đã tạo rồi đây. Phải lâu nha các bạn, không thể nào mà một sớm một chiều mà mình tạo được cái cành nhân. Thì đây là cái cây mai tôi đã tạo rồi nè. Thì nó khoảng một năm mấy nha các bạn. Thì cái cành nhân là cái cành về đây. Từ ở trong thân này, đúng không? Này, từ trong thân này nè, nó ra cái này khoảng chừng 5 thân thôi. Thì nó có cái nhánh đồi, tôi gọi là cành nhân, phải không? Một nhánh nè. Đây nè, từ trong thân này ra khoảng 7-8 thân, nó chia ra gọi là cành nhân. Thì xuyên suốt vậy đây, cái này ra chừng 2-3 phân thì nó tạo cành nhân là hai cái này đây. Thì cây mai của mình sau này nó sẽ có cái giá trị về cái dáng dấp cái phần ở trên. Tôi chưa nói cái phần đế, đúng không? Nhưng cái này tôi nói với các bạn từ 1.5 tới 2 năm. Cái này không biết tôi trồng năm mấy rồi tôi không nhớ luôn. Nhưng mà có cái cây này nó con tôi nó đã tạo rồi, thành ra tôi chia sẻ này. Chứ mình làm là mình làm đồng loạt nha các bạn. Tại vì nó thấy trong cái cây mình trồng có cây lớn, cây nhỏ. Cây nào tạo được thì nó tạo, thì giờ cái cây này nó tạo rồi. Và một cây. Để tôi kiếm một cái cây nữa coi ha. Thì các bạn thấy rằng cái cành nhân nó rất là quan trọng nha các bạn. Đối với mình anh em mà ta chơi chuyên nghiệp thì người ta đã quá rành rồi. Còn mình mới trồng mai, do đó mình không có rành. Cái nào là cành nhân, ví dụ như cành này nè. Đây nè các bạn thấy nè. Đây nè. Con tài tôi nè, nó ra ha, hơi phức ha. Nè, nó ra đây khoảng 2-3 phân thì nó có cái cành này nè. Thì con tay cái tôi chỉ nè. Y như cái nặng thun nha các bạn. Một cành mình cắt cái thì nó nhân hai, mình chừa hai thôi. Có những bạn để tù nhồi ha. Thì bây giờ đó là cái cách tôi chỉ. Bây giờ mình trở lại cái cây mà tôi đã trồng khoảng 5 tháng các bạn ha. Cái này này trước ha. Thôi mình bỏ đi. Cái đó là tôi nói sơ lược về cái cách tạo cái cành nhân mà thôi. Thì bây giờ mình lại đây. Những cây mai mà tôi trồng ha, tôi trồng đây là lần thứ hai thì nó phải có kinh nghiệm hơn lần thứ nhất rồi. Các bạn đây nè, đây là cái dàn mai tôi trồng theo cái cách một khoảng năm tháng tuổi thì bữa nay nó bị lớn vậy nè, các bạn thấy không? Và cái kích thước trồng là tôi trồng có 1 mét thôi các bạn ơi, 1 mét ha. Là như thế này các bạn, đất thì thường tôi trồng là 2 mét. Để mình trồng ít mà, tôi nói các bạn đừng trồng nhiều rồi bỏ cuộc, ít thôi. Nhưng tôi trồng vậy là để làm chi? Để khi mà tôi bứng mấy cây mai này, cái này 2 mét nè. Cách tôi làm ăn là ít thôi, bị mình đất ít mà. Thí dụ mình trồng 3 công thì bỏ ra 1 công mình trồng 1 mét, còn 2 công mình trồng 2 mét một cây. Để sau khi mình nuôi cái này lớn, mình bán cây đó xong. Đúng không? Thí dụ người ta mua bán, mình dời cái cây này qua bên đó. Thì cái này nó thành 2 mét rồi. Đó, cái ý tôi là vậy. Đó là cách chia sẻ về tổng quát về cây mai trồng. Còn kinh tế thì các bạn phải trồng theo đúng cái quy cách là gì. Phải mình lấy được cái đế thì nó mới có cái giá trị. Thì có một cái, thì đây là cách tôi trồng ha. Là 1 mét nha các bạn. Và cái bầu này tôi nói luôn nè. Lên á, khoảng 20, 30 cũng được. 25, 27 nó tùy theo cái khổ. Mình cắt cái tấm mũ này ra, đúng không? Thì mình cứ trồng không sao hết. Cái đường kính này
thì nó khoảng từ 25 độ lợi thôi. Cái bề lên này thí dụ lỡ có hụt 25 cũng được. Rồi như vậy thì rõ ha, để các bạn hỏi ha. Thì bây giờ tôi nói các bạn, có một số anh em là ở trên mạng á, là chia sẻ cái cách người ta trồng á, người ta lấy cái sữa rễ. Thì có những anh em hỏi tôi vấn đề sữa rễ cái cây có trồng được không? Quá tốt. Ví dụ như tôi nói các bạn nè, như cái cây này nè, các bạn thấy cái rễ nè. Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, cái này, cái tay nè, 4 nè, 5 nè, các bạn thấy không? Thấy cái tay tôi không? Qua đây ha, mình xem cho kỹ đi từ từ. Đây, 1 nè, chưa mau dưới nữa ha, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi như vậy đạt rồi các bạn. Thì bây giờ cái cây này bây giờ mua như tôi cũng không bán hết á. Tại vì mình nói theo cái giá của mình chứ mình đâu có bán mắc được. Nhưng mà những cái anh em mà đăng ở trên cái clip á thì tôi đồng tình liền, không có chê mắc. Nhưng tôi chia sẻ cho những anh em khó khăn, bây giờ các bạn thấy một cái cây dày 5-70 ngàn cây giống. Đúng không? Nếu nó được như vậy. Có những anh em làm cái rễ này còn nữa, nhưng mà tôi như vậy là đủ rồi, 1, 2, 3, 4, 5 là đủ rồi, vậy nè. Đúng không? Thì bây giờ có những anh em hỏi bao nhiêu được không? Được, nhưng mà các bạn có điều kiện thì các bạn cứ mua trồng, rất là an toàn. Thấy không? Tại vì nó tới 5-60, có cây cả 100 ngàn một cây lận. Tôi xem ở trên cái Zalo á, hay là ở trên những cái phần người ta giới thiệu ở trên mạng á, thì tôi thấy được hết chứ. Thấy nè. Nhưng mà nó mắc quá. Thí dụ bây giờ tôi tính 50 ngàn cây thôi, 100 cây nó 5 triệu không? Các bạn trồng 1.000 cây nó 50 triệu lận, các bạn làm nổi không? Tôi thì tôi trồng cái cây bình thường, cái cây có 10.000 cây mà người ta còn sợ á. Còn giờ cái cây như vậy, đúng không? Rồi bây giờ tôi chia sẻ luôn, rồi tôi cho các bạn xem cây thứ hai. Thì các bạn nói là bây giờ không trồng bằng cái cách một này được không? Được. Nhưng mà nó sẽ lấy không được cái củ đế. Tại sao tôi nói cái củ đế là cái gì? Thí dụ các bạn như vậy, các bạn đem ra các bạn trồng ở dưới đất này, đúng không? Đất vậy nè, thì cái rễ nó chạy luôn này nè, nó chạy dài ra luôn, có đế. Nhưng mà không lấy được cái củ đế. Thì bây giờ tôi nói các bạn củ đế là sao. Thí dụ cái này, thì cái rễ này nè, có cái khuynh hướng nó chạy ra, nó đâm xuống vậy nè, đâm hơi xuống vậy. Cái này đâm hơi xuống vậy, nó đụng cái bầu này, đúng không? Nó đụng cái bầu này nè, nó ghim xuống. Thì sau 2 tới 3 năm các bạn dỡ cái bầu này ra thì nó thành một cái củ đế vậy nè, nó như cái tay tôi vậy nè. Còn nếu các bạn ấy thì nó đi lan, đúng không? Rồi được. Nhưng mà các bạn cái túi tiền ở đây nữa nè. Bạn thấy nè, đây củ nè. Đây nè. Và đây nè. Nó chỉ 4-5 cộng vậy thôi. Như vậy thì sau này nó sẽ có cái củ đế mà trồng dày. Từ là tôi trồng từ cái cây 10.000 thôi. Chứ nhiều quá tôi không có tiền. Đây là gần 1.000 cây nè các bạn, nói vậy chứ hôm đó tôi nói 500 ha. Đây dài ra ngoài. Đúng không? Là gần 1.000 cây. Nếu mình trồng cái cây 5.000, 7.000 thì nó ra tới 70-80 triệu tiền vốn. Mình đâu có dám. Do đó nên những các bạn có cái nhu cầu mà làm ha, đi từ từ mình nói luôn nha các bạn. Thì các bạn cứ việc làm, cứ mua. Nó hơi mắc ha, mắc là do mình cái giá cao quá mình không có tiền, chứ tôi không phải chê. Cái đó là mắc. Các bạn làm rất là cực. Như cái cây tôi hồi nãy vậy là tôi cũng không có bán nữa. Bán nhiều thí dụ như 50-70 rồi mình cũng phải trồng lợi, đúng không? Và các bạn xem nè, và tôi nói các bạn được, nhưng mà tùy. Các bạn thích lấy cái củ đế thì các bạn cứ lấy, còn không thì các bạn trồng theo bình thường. Đối với những cái cây mai mà nãy tôi nói á, các bạn trồng bình thường thì cái
cái đế nó sẽ đi ngang. Và cái củ đế là sao? Rồi là sẵn cây này nè. Đây à. Thấy à. Nó không đẹp các bạn, nhưng nó có cái củ đế nè. Do ngày xưa mình bọc nó, cái bọc theo cái cách bọc này. Thấy không? Cái củ đế là nó sẽ ra như vậy. Ta gọi là củ đế. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ nói chung là nó được hết rồi. Thì các bạn thấy nè, cây mai không phải trồng một lần mà nó đều vậy. Nó phải chết chứ, mình phải dặm. Những cây yếu yếu là mình dặm lại đi các bạn. Dặm hết lại. Và Tết nay tôi nói các bạn khoảng rằm tháng 11 hoặc cuối tháng 11 đi, chưa có làm cái cành nhánh được đâu, xe nó lại. Tức là thí dụ bây giờ cái cây này mình xe nó vậy nè các bạn, mình cắt theo cái mình cắt theo cái dáng thông vậy, kệ đó, khoan hãy làm mấy cái này. Thì như hồi nãy khúc đầu chia sẻ, và mình cắt bớt cái này xuống. Có bạn để lòng ngòng quá ha, cắt hạ bớt để cho nó nuôi những cái cành này cho nó mập lên. Mình lấy cành này có không, đây nè, nếu mình để này vượt lên thì cành này đâu lớn và nó cao, nó không có cái gì tỷ lệ. Tôi bấm đây nè, bỏ lên đằng này nè, bấm đây bấm sát thì nó còn lại dộm nhỏ xíu, đúng không? Như vậy thì khoan, bây giờ mình cứ nuôi thả đi, đừng có bận tâm và mình nuôi như thế nào, ráng giữ cái dàn đọt, đúng không? Cái đọt lúc nào cũng phải như vậy thì cây mai mạnh và nó phát triển rất là nhanh. Thì đây là một cái củ đế nữa nè, nó không đẹp nhưng mà nó gom nè, thấy không? Tại vì bây giờ những cây đẹp tôi đã bứng hết rồi. Coi như những cây này là tôi nói các bạn là cái phần thứ hai đó. Tức là cái một là tôi đã khai thác rồi, bây giờ cái hai. Hai là cái đế nó không đẹp nhưng mà nó vẫn có củ đế người ta vẫn thích. Rồi. Đó là cái. Và một lần nữa tôi nhắc các bạn nè, một lần thân nè, tôi mới rải nè, phân gà nén á các bạn nha. Rồi một cái lần là đáp 18-46-0, 15 ngày một lần, rải xương xương nó, kệ nó, cứ nuôi gì đi. Và sao, khoan, đừng có tạo cành nhân sớm. Và tháng cái tháng này không được là gì, mùa bắt tới rồi, nếu các bạn cắt nó đi là nó ra rất là yếu, thấy không? Mình chăm sóc và nắng gió, các bạn dớ nước, nó sẽ cái cây mai mình nó sẽ không đẹp, của nó không phát triển mạnh. Để tới mùa, qua mùa xuân, tức là qua mùa đông tới mùa xuân tháng 11, cuối tháng 11 mình chỉ xe thôi, xe nhẹ vậy nè, đừng có để ý tới cái cành nhân, xe nhẹ vậy thôi, rồi mình cho nó phát triển qua năm tới mình tính nó. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến các bạn ngày hôm nay, đại khái vậy các bạn. Xin chào bà, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.